Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn tạo một cái ví có tên là Solar các bạn, để lưu trữ những cái đồng coin được xây dựng trên nền tảng của Solar XLM người ta các bạn. Thì để tạo đồng coin ví thì các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình. Nó ra một giao diện như thế này nha các bạn bấm vào địa sơ nào nè các bạn. Rồi các bạn đăng ký dòng đầu tiên các bạn điền địa chỉ email bạn vào các bạn. Rồi dòng thứ hai thì bắt buộc các bạn tự đặt nha các bạn. Rồi các bạn nhập mật khẩu và xác nhận mật khẩu nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào create account nè các bạn. Rồi sau đó thì các bạn mở địa chỉ email các bạn vào mail config nha các bạn. Rồi gửi về mình Solar gửi về cái email nè, các bạn bấm vào PDF email các bạn. Mình vừa hướng dẫn các bạn tạo ví mà để săn airdrop các bạn. Rồi các bạn bấm vào sign in nha các bạn. Rồi các bạn login địa chỉ email các bạn vào thôi các bạn. Các bạn. Rồi, password thì các bạn đăng nhập mật khẩu của mình vào các bạn. Rồi các bạn bấm vào sign in nha các bạn. Rồi các bạn chờ nó login chút xíu nha các bạn. Rồi, sau đó thì các bạn cần phải tạo một cái địa chỉ ví các bạn. Rồi các bạn bấm vào một Solar Wallet nè các bạn. Đây cũng một nhận một gỡ nữa, để bấm được nhận mình có địa chỉ ví chưa bạn? Chưa có, các bạn cần phải bấm vào Collect Solar Wallet nè các bạn. Rồi đây thì nó có 12 chuỗi cụm từ bảo mật, các bạn nhớ lưu 12 chuỗi cụm từ bảo mật nào cắt vào một cái nơi an toàn nào đó các bạn, để sau này các bạn có thể có phục ví hay là sao gì đó. Các bạn mà mắc 12 chuỗi cụm từ bảo mật này rồi là như cái tài khoản cái ví của bạn bay đi các bạn. Rồi các bạn copy đi các bạn. Rồi các bạn chấp nhận điều khoản nè, các bạn bấm vào continue nè các bạn. Rồi sau đó thì các bạn đặt tên của các bạn, đặt tên gì cũng được cho các bạn, ví dụ như FTM đi, XLM chứ. Rồi các bạn bấm vào skip cell các bạn. Không được, tên phải ít nhất 4 từ cái. Các bạn đặt tên gì cũng được cho các bạn, ví dụ như Sella cũng được. Rồi các bạn bấm lưu nha các bạn. Sale. Rồi ok, như vậy các bạn đã có một cái ví Solar các bạn. Thì để kích hoạt ví được thì các bạn cần phải nạp vào đây là 5 token XLM nha các bạn. Thì để nạp được thì các bạn cần bấm vào một reset nè, mình dịch ấy cái bự ra cho các bạn nè. Bấm vào reset nè các bạn. Rồi các bạn lướt qua một là Solar HZ nè. Rồi các bạn copy cái địa chỉ ví này nè, là cái địa chỉ ví nhận của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn copy nè các bạn. Rồi sau đó thì các bạn token Solar này, XLM này các bạn mua đâu thì các bạn lên hiện tại token XLM này với giá là 0.33 đô cho một token các bạn, thì rất là nhiều sàn luôn, các bạn có thể lên mua nhiều sàn, rất là nhiều sàn các bạn. Các bạn nạp vào 5 token để kích hoạt ví mới nghe ta các bạn. Click sàn KuCoin, Binance này nọ đâu đâu. Thì mình mở địa chỉ ví Binance mình ra nghe ta các bạn. Rồi các bạn nhập vào một wallet nè các bạn. Rồi các bạn nạp USDT hoặc là gì đi lên, các bạn mua qua token XLM các bạn. Sau đó các bạn bấm withdraw nè các bạn. Mình hướng dẫn các bạn rút luôn các bạn. Rồi các bạn dán địa chỉ ETH nó vào nè. Địa chỉ các bạn đã copy đó. Rồi đây thì chọn network thì các bạn chọn mạng Solar nha các bạn. Phí group có 0.02. Rồi một MMO này các bạn bỏ nha các bạn. Min group là 10 thì các bạn group từ 11 đi các bạn. Rồi các bạn bấm vào withdraw các bạn. Rồi các bạn bấm vào nó cảnh báo mình không kêu điện MMO, các bạn bỏ luôn các bạn, bấm submit luôn. Rồi các bạn bấm vào config nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm send code thì nó gửi về sàn Binance, gửi về khoảng email và mật khẩu các bạn, máy vào bấm submit các bạn. Rồi các bạn chờ khoảng 5 phút là tự động nó về nha các bạn. Nó về địa chỉ ví Solar của tất cả các bạn. Rồi cái một reset là một nhận, còn các bạn gỡ là một sen nè các bạn. Đây thì các bạn bắt địa chỉ người nhận vào nè, mình ví dụ đi. Bạn bắt địa chỉ người nhận nè các bạn. Còn ở đây số lượng nè. Các bạn thì ở đây thì tôi cần nè. XLM nè. Min group là từ 1 tôi cần hay ta? Network. Rồi các bạn bấm sen nha các bạn. Đây phone thì các bạn có thể gửi qua số điện thoại nè.
Đây thì chuyển nội bộ thôi các bạn, email nè. Rồi, vậy là quá là đơn giản các bạn. Vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tạo giấy solar đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.